Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghê. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về truyện hay sách nào nhé. Chương 281, Yêu hận. Chu Thập Cửu vẫn không buông Lâm Di ra, em muốn nói. Ta luôn đặt lợi ích lên đầu, ai cũng không bận tâm ư, sao em lại nghĩ thể về tả? Lâm Di đáp, với nam giới công danh mới là điều quan trọng, giống như tổ mẫu đã nói, cha ta làm bạn với ngôn quan cả ngày, sao lại không phải vì để mưu cho mình thanh danh tốt chứ? Ta luôn mong mỏi cho biết chú ý giữ mình, ta là nữ giới không hiểu chính sự, chỉ mong cha có thể thoát than, và quận vương gia cũng vậy. Quận vương gia đã cùng phụ tá bàn bạc nghĩ ra cách rồi, nhưng cha ta bên kia vẫn còn đang trên lưỡi dao. Chu Thập Cửu cười khẽ, em mong nhà mẹ đẻ có thể bình an, ai cũng sẽ vậy thôi, ai có thể bỏ mặc người thân không lo cơ chứ. Do không thể bỏ mặc người nhà, em liền muốn bỏ mặc ta. Nói đến đó chàng thoáng ngừng lại rồi thở dài, chớp mắt, em bị ta tính toán, không có cách nào mới phải gả cho ta, thật ra em không thích cuộc sống này, vì ở cạnh ta sẽ phải suốt ngày chịu cảnh lục đục tranh đấu, đi đến đâu cũng phải tính toán kỹ càng. Ta biết em không thích, thế nhưng chính ta lại không thể buông tay. Chu Thập Cửu nhẹ buông Lâm Di ra, cúi đầu nhìn nàng, nét cười nơi khóe mắt hơi run rẩy, bất kể là lúc nào, ta đều muốn em ở cạnh ta. Nụ cười trên mặt Chu Thập Cửu cứng ngắc, chàng cúi đầu nhìn nàng, hô hấp như dừng lại, nhịp tim nhanh hơn bình thường. Chẳng rõ vì sao, một cảm giác chua xót bỗng sộc lên mũi Lâm Di. Chu Thập Cửu tại ôm Lâm Di vào còng, ta sẽ xử lý ổn thỏa, nhạc phụ nhất định sẽ không sao. Phụ tá nói muốn khoa đạo xung phong đi đầu, ta cảm thấy đây là một kế sách tốt, nếu cúc này nhạc phụ có thể rút lui khỏi khoa đạo, vậy sau này bất kế triều đình có xảy ra chuyện gì, ông cũng sẽ không bị tiên tụy. Lâm Di kinh ngạc nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu vuốt tóc mai của Lâm Di, bây giờ đâu cũng có tiếng thơm của nhạc phụ, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Chẳng phải Nguyễn Nguyên cũng nghĩ thế, cho nên mới để nhạc phụ đợi Tôn Thất Doanh lấy tiền phát cháo hàng năm đi xây tháp vàng mới đứng ra can gián ư? Hóa ra Chu Thập Cửu đều biết hết, cho dù nàng làm chuyện gì cũng không tránh được ánh mắt của y. Nếu như em có thể tin ta, vậy hãy giao hết cho ta giải quyết, em chỉ cần tĩnh dưỡng, sinh cho ta mấy đứa trẻ, chờ sau này ta già các quan về quê, cả nhà chúng ta cùng nhau hưởng thú vui gia đình. Em phải thật khỏe mạnh thì sau này mới có thể chăm sóc ta được. Em giúp ta nấu cơm mặc đồ, ta giúp em vẽ mi trang điểm, ân ái như thế cả đời, sống chết không rời, cứ vậy hưởng thụ niềm vui, không phải để tâm tới chuyện chia ly đau thương. Chu Thập Cửu vòng tay qua ôm Lâm Di, ghé sát mặt vào nàng, hơi thở chàng có hơi nặng nề, ta quả thật có tính toán nhạc phụ, nhưng chuyện khiến ta phải tính toán nhiều nhất chính là cuộc hôn nhân với em, bây giờ ta thật lòng hy vọng phủ Quảng Bình Hầu được bình yên. Sau này dẫu ta xảy ra chuyện gì em cũng có chỗ để dựa vào. Chu Thập Cửu trượt tay xuống bụng Lâm Di, nam giới ngoại trừ có tham vọng thì còn mong muốn được khoác áo tân lang cưới cô gái trong lòng và con cháu đầy sảnh nữa. Người bên gối mình, nếu như không yêu thì chẳng việc gì phải cưỡng cầu cả. Nguyễn Nguyên, em không bao giờ cần phải sợ ta cả. Chu Thập Cửu thì thầm, em là vợ của ta, ta sẽ vĩnh viễn đứng về phía em phải tin tưởng. Ta sẽ chắn gió che mưa cho em, tuyệt đối không phụ lòng em chỉ cần tin tưởng ta mà thôi. Lâm Di nghe những lời này, chẳng rõ vì sao nước mắt cứ chảy không ngừng, không làm sao ngăn lại được. Chu Thập Cửu lau nước mắt cho nàng, tay Lâm Di đặt trên ngực chàng, bỗng cảm thấy mờ u bàn tay ấm áp vì có một giọt nước mắt rơi lên, khiến nàng kinh ngạc phải ngẩng đầu nhìn. Chu Thập Cửu vẫn cười như gió xuân, chỉ là dường như mắt hơi trơn ướt. Không thích thì sẽ không đặt nhiều yêu cầu cho đối phương. Giống như Lâm Chính Thanh, nàng cho rằng kiếp trước mình chết trong trận hỏa hoạn, kiếp này có thể xem như không thấy. Vậy mà khi biết được kiếp trước mình chết dưới tay Chu Thập Cửu, nàng lại không cách nào bình tĩnh được, không cách nào thôi run rẩy. Rốt cuộc là vì sao? Vì Chu Thập Cửu là người bên gối của nàng ư? Lâm Di tựa vào lồng ngực ấm áp của Chu Thập Cửu, mùi hương quen thuộc kia khiến người ta thấy an tâm. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một loại hạnh phúc, nhưng nhắm mắt lại thật sự có thể để mọi chuyển biến thành mây khói sao? Lâm Di bỗng nhíu mày, vòng tay ôm nàng lập tức cứng lại. Chu Thập Cửu hỏi, sao vậy? Lâm Di lắc đầu, bụng hơi đau. Chu Thập Cửu vội buông nàng ra, ta đi mời Nhân Tiên Sinh. Lâm Di lắc đầu, Nhân Tiên Sinh đã ra khỏi thành. Nàng thuật lại lời Nhân Ngữ Thu nói trong thư, Trương Tiên Sinh đến Nhiệt Hà rồi. Nàng thoáng dừng lại, bây giờ không đau nữa, chỉ nhói một chút thôi. Đôi mắt sáng của Chu Thập Cửu nhìn Lâm Di đăm đăm. Lâm Di không cố ý nói Trương Phong Tử vì Nhân Tiên Sinh mới tới Nhiệt Hà, nhưng khi nhận được thư, quả thật nàng cảm thấy hâm mộ. Vẫn nên mời ngày đến thôi. Chu Thập Cửu đắp chăn cho Lâm Di rồi nhanh chân ra ngoài dặn dò. Lâm Di lại thấy bụng dưới đau quặn, mấy ngày nay cứ thấy eo nặng nề, nàng cho rằng sắp đến kỳ, không ngờ Lang Trung lại trần ra có thai. Nếu nàng thật sự mang thai, vậy thấy máu trước đó có phải là do bị động thai khi không nhỉ? Lâm Di hoảng hốt, lập tức muốn đứng dậy đi vào phòng xếp. Nàng mang giày xong đi đến buồng sưởi, gặp Hồ Đào vẫn còn nhìn hai túi đồ, đang muốn sai bảo Hồ Đào thì Chu Thập Cửu vội chạy đến, ôm chặt nàng, còn muốn đi đâu nữa? Mấy ngày nay Chu Thập Cửu hễ nhìn thấy nàng là sẽ giữ chặt không thả, Lâm Di thấy ấm áp trong lòng, cúi đầu nói, ta đi thay quần áo. Ta đi cùng em. Lâm Di ngượng chín mặt, không được. Chu Thập Cửu đáp, sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng thì có thể vào nhà xí chung à? Lâm Di gỡ tay Chu Thập Cửu ra, xoay người đi vào phòng xếp, Chu Thập Cửu lại chạy theo, lỡ như thì đừng hoảng nhé, ta đã đưa bái thiếp 10 ngày, chúng ta vẫn còn trẻ. Em yên tâm, cơ thể của võ tướng rất tốt, qua tuổi bát tuần vẫn sinh con được, chúng ta vẫn còn năm nữa, có thể sinh rất nhiều đứa. Khó được lúc nào Chu Thập Cửu lại nói nhiều như hôm nay. Lâm Di vào phòng xếp cởi quần áo ra xem, không thấy có vết máu trên quần, nàng nhẹ nhàng thở ra. Từ phòng xếp đến nơi rửa tay, cùng mama đưa thuốc an thai cho Lâm Di, nô tỳ tự tay lấy thuốc rồi sắc thuốc, quận Vương Phi cứ yên tâm mà uống. Lâm Di hỏi, là Lang Trung kề? Cùng mama gật đầu, nô tỳ đã nhìn mấy lần rồi, chỉ có thuốc an thai thôi. Nước thuốc đen xì, hơi đắng, cùng mama đưa nước mơ ngâm tới, Lâm Di xua tay, cũng chẳng đắng lắm, không cần. Cùng mama cười khẽ, giờ phải bắt tay tìm nhũ mẫu rồi. Chu Thập Cửu hỏi cùng mama, có người nào đáng tin không? Cùng mama nhớ tới một người bà con xa, cũng mới mang thai, vừa đúng với thời gian quận Vương Phi mang thai. Dường như mọi người đều rất căng thẳng, chỉ mình nàng là không có cảm giác gì cả. Ai cũng nói là mẹ rồi sẽ khác, Lâm Di đặt tay lên bụng, thật sự đã có con rồi sao? Thuốc ấm khiến Lâm Di thấy người được ủ ấm, nàng tựa ở giường êm, bất giác ngủ thiếp đi trong tiếng trò chuyện của cùng mama và Chu Thập Cửu. Lúc mở mắt ra thì trong phòng đã lên đèn, Chu Thập Cửu ngồi trên ghế gấm cạnh giường đang nhìn nàng. Lâm Di ngồi dậy, sao ta lại ngủ thiếp đi vậy nhỉ? Nàng thoáng dừng lại, ngụy đến chưa? Chu Thập Cửu lắc đầu, hai vị ngậy thường đến nhà ta đang ở trong cung có một vị nương nương khám ra bào thai ở vị trí bất thường, cần ngự y ngày đêm túc trực theo dõi. Không chỉ người làm trong cung, bây giờ cả thái y viện đều bận túi bụi, có thể tìm được ngụy đã không dễ, huống chi là tìm thánh thủ Kim Khoa. Bây giờ Chu Thập Cửu bị cấm túc ở nhà, chỉ có thể sai hạ nhân cầm bái thiếp đi mời, đương nhiên sẽ không thuận lợi. Ta đã uống thuốc an thai, không cần lo lắng. Ánh mắt Lâm Di rơi vào chồng sách trên tay Chu Thập Cửu, là sách thuốc mà nàng chép. Nguyễn Nguyên cũng học qua y lý, mạch đập như châu lăn khay ngọc là cái gì? Túc thiểu âm mạch là ở đâu vậy? Nói rồi chàng sờ chân Lâm Di, lại thuận tay sờ bụng nàng, có thấy lạnh ở đâu không? Trong sách viết nếu đau dưới xương sống, thắt lưng thì có thể ăn a dao. A dao là loại dược liệu được điều chế từ phần keo trong da của con lừa. Trong đông y, a dao có vị ngọt hơi đắng, tính bình và được quy vào ba kinh chính là can, phế và thận. Loại dược liệu này được sử dụng trong các bài thuốc trị các bệnh thuộc đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh xương khớp, bệnh về huyết, thai sản. Chu Thập Cửu vừa nói như vậy, Lâm Di cũng nghĩ đến, cũng có thể là do thiếu máu, trong nhà có a dao, để cùng mama lấy cho ta ăn một ít, a dao có ích chứ không hại. Cùng mama lấy a dao đến cho Lâm Di ăn. Lâm Di đang muốn đứng dậy, cùng mama vội nói, không được, Không được, lang trung nói phải tĩnh dưỡng, quận Vương Phi có thấy khó chịu cũng không được xuống đất nữa, một lúc nữa nhà bếp sẽ đưa canh tới, mấy ngày tới quận Vương Phi phải cố gắng điều dưỡng đấy. Cùng mama dụ mặt ngăn cản như vậy, nghe mà sợ đến đổ mồ hôi. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu cầm giày trên đất đưa cho Quất Hồng, sau đó dương mắt nhìn nàng, biểu cảm ung dung yên lòng. Cứ coi như tuyết giáo vô dụng, nhưng không có giày nàng cũng không thể đi chân trần xuống giường. Nằm trên giường nghỉ ngơi cũng tốt, nhưng nếu ngày nào đều phải thế thì ai chịu cho nổi. Chờ cảng mama dẫn nha hoàn lui xuống rồi, Chu Thập Cửu kéo tay nàng, nếu nằm mệt rồi, vậy chúng ta trò chuyện nhé. Nói cái gì cơ, mặc dù giờ Chu Thập Cửu ở nhà, nhưng đâu phải là không có gì làm, phụ tá ở tiền viện xem chừng đã nóng ruột muốn chết rồi. Tín Thân Vương giận đùng đùng rời phủ, không biết sẽ lại có tội danh gì giáng xuống nữa đây, may mắn lúc này nàng có thai, nếu không cũng chẳng tìm được có gì hay hơn nữa. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di vào lòng, cười nói, cưỡi ngựa tre trong viện, chi anh đào dưới tán cây. Mấy việc này chúng ta đều bỏ lỡ. Bây giờ nhân cúc trăng mở gió lớn, chúng ta nằm trên giường luận bàn chuyện chính trị đương thời đi, thế nào? Cụm từ gốc là hắc nguyệt cao phong, ngụ ý thời điểm thích hợp làm chuyện mờ ám. Chương 282, gắn bó, 1. Dịch bệnh ở Nhiệt Hà vẫn trong trạng thái không thể khống chế, nhiều người thương vong, nhiều phú hộ bỏ trốn nửa đường thì bị quan binh bắt trở lại. Cục diện chính trị hỗn loạn. Chu Thập Cửu bị cấm túc, ở phủ lại đổi được yên bình cho phủ Khang quận vương. Lâm Di ngồi trên giường thêu thùa, Chu Thập Cửu ngồi phía bên kia giường đọc sách, cùng mama đi qua đi lại đưa đồ, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Lâm Di nhìn thư của Nhân Ngữ Thu tiên sinh. Chu Thập Cửu hỏi, Nhân tiên sinh nói thế nào? Nhân tiên sinh chúc mừng nàng, ngoài ra còn dặn dò nàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn những đồ bố phụ nữ mang thai nên dùng. Lâm Di đáp, Nhân tiên sinh không thể quay về kinh thành, nhưng vừa hay lại quen biết thành thủ phụ khoa, ngày mai vị ấy sẽ tới phủ trấn mạch cho ta. Chu Thập Cửu nhìn Lâm Di, em đã thêu thùa khá lâu rồi, có muốn ngủ một lúc không? Lâm Di lắc đầu, một người sao có thể ngủ được nhiều thế chứ? Không biết có phải do thuốc an thai hay không mà mấy ngày nay nàng ngủ đặc biệt nhiều, người cũng rất thoải mái, chỉ có thắt lưng là vẫn đau âm ỉ thôi. Chính vì thế mà cùng mama cứ liên tục ra vào đưa đô. Mỗi lần nàng muốn thay quần áo, mama bên ngoài đều lo sợ xảy ra chuyện gì. Phủ Quảng Bình Hầu hay tin, lão thái thái nhánh cả không yên tâm, phái Bạch mama sang đây giúp đỡ chăm sóc. Bạch mama và cùng mama muốn dọn dẹp cả phòng một lần, tránh để lại đồ đạc có khả năng làm động thai. Lâm Di thấy không cần phiền như thế, trong phòng có đặt cái gì nàng rõ ràng hơn ai hết. Ngược lại Chu Thập Cửu cực kỳ tán thành, sai người thu dọn buồng sưởi phía đông rồi ôm Lâm Di sang đó trước. Bạch mama và cùng mama chỉ huy nha hoàn đổi hết túi thơm treo bên giường nàng. Nhìn thấy tiểu nha hoàn đặt lư hương ở trong phòng xếp, cùng mama còn sầm mặt trách mắng một trận, làm tiểu nha hoàn phát khóc. Nếu không thuận lợi sinh đứa bé ra, quả thật chẳng có cách nào ăn nói với trưởng bối trong nhà hết. Tiểu Tiêu Thị nóng ruột không chịu nổi, đi tới đi lui trong phòng, nhớ đến khi Tiêu Thị sinh Lâm Di và Hoành Ca cực kỳ khó khăn, lại nhớ bên nhà mẹ đẻ cũng có tỷ muội sinh non với sẩy thai này nọ. Thế là bà ấp úng xin lão thái thái nhánh cả cho mình đi bái Phật, lão thái thái nhánh cả liền sầm mặt trách mắng, vẫn chưa biết thế nào, làm trưởng bối mà đã bị dọa mất hồn trước rồi, sao không nghĩ lạc quan một chút, Lâm Di nhất định sẽ thuận lợi sinh đứa bé ra. Nghe xong tiểu Tiêu Thị mới thôi cảm giảm. Lão thái thái nhánh cả nói tiếp, bây giờ ta chỉ cần được ôm tằng tôn là có phúc lắm rồi, con cũng không cần phải tốn công đi bái Phật làm gì, vào phòng lấy kinh Phật mấy năm nay ta làm việc thiện trong chùa ra đây. Tằng tôn, chắt. Tiểu Tiêu Thị vâng lời theo tính chúc đi lấy kinh Phật. Bạch mama từ phủ Khang quận vương vội vã trở về báo cáo tỉ mỉ lại với lão thái thái nhánh cả. Khí sắc của quận Vương Phi không được tốt lắm, nhưng mà mấy ngày nay lại ngủ được, quận Vương gia ở bên cạnh chăm sóc, lúc nô tỳ trở về còn thấy hai vợ chồng đang cười đùa với nhau. Lão thái thái nhánh cả thở phào, hai đứa nó được như ngày hôm nay không hề dễ dàng, ta cứ sợ bởi vậy mà giữa chúng có ngăn cách. Nói xong bà lại khen bé con trong bụng Lâm Di, đứa bé này tới đúng lúc thật, có con rồi thì tình cảm giữa hai đứa nó sẽ càng tốt hơn. Bạch Mama khế thưa, cùng Mama nói, quận Vương Phi từng ra máu, bây giờ đang dịch bệnh nên Nhân tiên sinh bị đưa khỏi kinh rồi, ở Thái Y Viện cũng không có thủ phụ khoa. Lão Thái Thái nhánh cả nhíu mày, sao lại đúng lúc như vậy chứ? Chính thế à, Bạch Mama gật đầu, bây giờ khó tìm lang chung, quận Vương gia lại bị cấm túc ở phủ, bất tiện đủ điều. Lão Thái Thái nhánh cả lại hỏi, là vị lang chung nào bắt ra Hy Mạch? Bạch Mama đáp, là lang chung lúc trước trần bệnh trong phủ quận Vương, lần này vốn dĩ bị gọi đi mở được đường chống dịch, không ngờ lại bắt mạch ra được Hy Mạch cho quận Vương Phi. Nói đến đây bà thuận tiện nhắc tới Lâm Di muốn về nhà mẹ đẻ và Khang quận Vương đuổi theo ra tận cửa luôn, may nhờ có đứa bé này giải vây, bằng không chẳng biết tông nhân phủ sẽ chỉ trích quận Vương gia thế nào nữa. Lão Thái Thái nhánh cả nhíu mày, lang chung bắt mạch xong sao không báo hỉ mạch cho Lâm Di mà đến chỗ Chu lão phu nhân mới nói. Bạch Mama lắc đầu, quận Vương Phi cũng thấy lạ, tuy nhiên cũng có nhiều nhà như vậy, lang chung sẽ báo với trưởng bối trong nhà trước, sau đó trưởng bối mới sắp xếp. Lão Thái Thái nhánh cả tựa ghế tỉ mỉ suy nghĩ lại, Lâm Di cũng biết sơ về y lý mà, nó nói sao? Nguyệt sử của quận Vương Phi mới chậm mấy ngày, không dễ chẩn, lại không có triệu chứng nôn ngén, chỉ sợ lạnh và mệt mỏi dã rời thôi. Trước đây ngậy cũng từng nói phải điều dưỡng thật kỹ, nhưng quận Vương Phi không nghĩ nhiều, cho rằng đau thắt lưng là biểu hiện của việc nguyệt sự sắp đến. Bạch Mama thuật lại hết những điều mấy ngày trước cùng Mama dặn bà không được nói với lão Thái Thái nhánh cả. Cũng Mama có kinh nghiệm nhiều như vậy mà cũng không thể chắc chắn. Về sau lang chung nói rằng quận Vương Phi mang thai lại bị thiếu máu nên mới như vậy, chứ không phải là do đến nguyệt sự. Quận Vương gia lật sách thuốc cho quận Vương Phi xem, quận Vương Phi mới nhớ ra quả thật đau xương sống và thắt lưng là do thiếu máu. Mang thai và thiếu máu dẫn đến đau lưng, chứ không phải là do đến nguyệt sự. Lão Thái Thái nhánh cả hỏi, lang chung xem bệnh bắt ra Hy Mạch có hiểu biết về phụ khoa? Bạch Mama đáp, nói là biết một chút, chẳng qua không có tiếng tăm gì. Lão Thái Thái nhánh cả lại lo lắng, Chu lão phu nhân vẫn thường chơi ám chiêu, ai biết bà ta sẽ làm gì chứ, vẫn nên sớm tìm một lang chung thông thạo phụ khoa tới khám thì hơn. Bạch Mama không hiểu ý, bước lên đấm chân cho lão phu nhân, theo nô tỳ thấy, hay là chờ thêm một thời gian, mấy ngày nữa bào thai ổn định, quận Vương Phi có triệu chứng nghén, lúc đó sẽ rõ hơn. Lão Thái Thái nhánh cả thoáng nhìn bác Mama. Người làm sao biết được nguy hiểm trong chuyện này, đầu tiên là quân Vương gia bị cấm túc, rồi lại đến Lâm Di bị dính vào. Nếu như Lâm Di có thai thật thì chẳng có gì để trách, nhưng lỡ như không có thai thì sao? Gần đây hầu gia ở Khoa Đảo khó khăn trăm bề mà quận Vương gia cũng không giúp, Lâm Di làm ầm lên rồi phát hiện có thai, giống như đang uy hiếp quận Vương gia phải giúp nhà chúng ta vậy. Bạch Mama kinh ngạc mở to mắt, nhưng cũng đâu phải do quận Vương Phi. Lão Thái Thái nhánh cả cười khẩy, ai ngăn được miệng của đám đông cơ chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì Chu lão phu nhân quả biết cách tìm khe hở để cắm kim vào, ý chi khả năng tận dụng mọi thứ vô cùng triệt để. Bạch Mama lập tức sững người, mấy tháng đầu chẳng ai nói chắc được cả, nói thế nào hỉ mạch cũng đâu dễ chẩn, cần phải được 3 tháng thai vị ổn định rồi mới có thể khẳng định, chưa kể như thể vẫn có khả năng chan sai. Lão Thái Thái nhánh cả nói, bảo Lâm Di cứ yên tâm nghỉ ngơi, dẫu có xảy ra chuyện gì thì nó vẫn có nhà mẹ đẻ để dựa vào. Bà thoáng dừng lại, kể cả phải mất mạng già lão Thái Thái nhánh cả lo cho phủ Khang quận Vương, mà phủ Quảng Bình Hầu cũng không khá hơn gì. Mỗi ngày Trần Doãn Viễn ra khỏi cửa, tiểu tiêu thị đều đứng nhìn theo cả buổi, cứ như sợ chỉ chốc lát lại có tại hoa gì giáng xuống. Triều đình không để ý đến tấu chương của ngự sử, Khoa Đảo càng lúc càng ở mi, mấy vị đại nhân lão làng như tìm được cơ hội đền ơn nước, bạn ngày đõng giặc hùng hôn, tối đến lại căm phẫn viết tấu chương dài cả vạn chữ. Án xử Thường Quang Văn đã được xác định, sau thu sẽ xử trảm. Thấy ngày hành hình dường như sẽ không thay đổi, nhóm huân quý cao có dính dáng đến việc cải cách ruộng đất mà Thường Quang Văn đề nghị đều thở phào, mà những người lan truyền Hoàng hậu nương nương thất đức thì ngược lại càng ngày càng nhiều. Trần Doãn Viễn trở về nói, hai chuyện này liên quan tới nhau rành ra đó, Ngũ Vương gia tranh giành lợi ích cho các huân quý, bọn họ đương nhiên sẽ muốn báo đáp hẳn ta, nhất là quan lớn nơi biên cương. Đến Đồng gia ở Tây Bắc, Mấy năm nay không biết đã vơ vét bao nhiêu đất đai rồi. Lỡ như thật sự sửa từ thuế nhân khẩu thành thuế đất, xem bọn họ có còn được ung dung như vậy nữa không? Lão thái thái nhánh cả hỏi, ngoại trừ Khoa Đảo, quan địa phương có dâng sớ nói thay cho Thường Quang Văn không? Trần Doãn Viễn gật đầu, cũng có hả? Chẳng qua không nhiều thôi. Thường Quang Văn chết rồi thì đám tham qua kia lại càng tự tại hơn, sau này sẽ chẳng còn ai dám mưu cầu lo toan cho bách tính nữa. Thế nhưng Thường Quang Văn không thể không chết, để lật đổ Hoàng hậu nương nương thì Thường Quang Văn phải là con tốt thí đầu tiên. Lão thái thái nhánh cả nhìn Trần Doãn Viễn, thời cơ chưa tới, vẫn phải chờ thêm, con đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cả cô gia cũng bị chuyện này liên lụy, con phải gánh vác an nguy của cả hai phủ. Trần Doãn Viễn nhớ tới điều này nên cũng không dám xúc động, đều y theo lời quận vương gia nói cả. Con vẫn đang chờ cơ hội, may mà Tôn Thất trong kinh quyết định phát gạo từ thiện trước ngày xử Thường Quang Văn, nếu may mắn có khi còn cứu được ông ấy nữa. Lão thái thái nhánh cả thở dài, chỉ hy vọng được như vậy, nghìn tính vạn tính vẫn còn phải xem ý trời thế nào. Tôn Thất Doanh nhanh chóng hay tin Khang quận Vương Phi có thai, hơn nữa còn do Tín quận Vương giận đùng đùng hồi phủ nhắc tới. Lâm Di nghênh đón Tưởng Thị trước tiên, Tưởng Thị đứng ở cửa ra vào cả buổi, được biết Khang quận Vương tới thư phòng rồi mới vào nhà thăm Lâm Di. Tưởng Thị kéo tay Lâm Di, cẩn thận ngắm nàng, ta thấy khí sắc tốt hơn nhiều rồi này, mấy ngày trước trông thật sự hốc hác. Ăn sung mặc sướng, việc gì cũng không được làm, cả ngày chỉ nằm trên giường, bây giờ Chu Thập Cửu không phải thương chiều. Hai người ngủ đến giờ mão, giờ sáng, mới dậy. Tưởng Thị vô cùng hâm mộ, không biết bao giờ ta mới được như thế nữa, không cần phải dậy từ sớm tinh mơ. Người ta vẫn nói ngủ tới hừng đông là sướng nhất, nhưng thật sự nằm mãi như thế thì lại thấy khó chịu, nhất là khi đã quen dậy sớm rồi, đến giờ không cần bà tử gõ cửa gọi cũng tự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 283, gắn bó, 2. Lâm Di cười nói, ta thì không muốn nằm dưỡng thai mãi như vậy đâu. Tưởng Thị sai người mang một cái hòm gỗ khắc hoa mẫu đơn tới, bên trong đều là lặng gấm, tơ lụa này nọ, còn có cả giấy viết thư in hoa thạch lửu, đình bạc ngụ ý con cháu thuận hòa. Ta biết muội chẳng thiểu, nhưng trưởng bối trong nhà vẫn bảo ta mang tới, không quá 3 tháng nữa thì mọi người đều biết hết, muội cử đặt những thứ này dưới giường lấy may, chặn cái miệng thổi của bọn họ. Lâm Di nghe vậy liền bật cười. Tưởng Thị nói, ta ở Tôn Thất Doanh nghe nói có người muốn tới thăm muội, muội tự cân nhắc nhé. Quả như trong dự liệu, Chu lão thái thái lo cho cái thai của nàng như vậy, nhất định là có toan tính gì đó. Mấy ngày nay nàng chuyên tâm nghỉ ngơi, vừa lúc nhìn xem bọn họ muốn làm gì. Hai người đang nói chuyện, cùng mama vào báo, Lang Trung tới rồi à? Lâm Di bình tĩnh nói chuyện với Tưởng Thị, coi như chưa phát hiện điều gì bất thường. Một lúc lâu sau, cùng mama nghe ngóng được tin, Tôn Thất Doanh mời Lang Trung tới bắt mạch cho quận Vương Phi. Lâm Di gật đầu, sai bảo Quất Hồng bày bình phong, hạ rèm xuống. Lâm Di giải thích, hôm nay trong phủ có mời một vị Lang Trung dành phụ khoa tới. Tưởng Thị không hiểu lắm, chẳng phải đã mời Lang Trung tới bắt mạch rồi sao? Lang Trung trong phủ không rõ về phụ khoa. Chu Thập Cửu nghe nói nàng có thai nên không kịp nghĩ nhiều, giờ cẩn thận ngẫm lại mới thấy vị Lang Trung kia quá mờ ám. Lâm Di đáp, là Lang Trung mà Nhân tiên sinh quen biết, khám cũng yên tâm hơn. Tưởng Thì nghe thể thì gật đầu, nhìn hai bên không có ai mới nói, đã nghe được tin tức trong cung chưa? Lâm Di lắc đầu, bây giờ quận vương gia ở nhà, người trong phủ ta đều rất ít khi ra ngoài. Mặc kệ là phủ của ai, có quân lính đứng canh thì người trong phủ đều sẽ chú ý cẩn thận, huống chi mấy ngày qua Chu Thập Cửu một lòng một dạ ở nhà thành thơi, đừng nói là đón khách, đến cả phụ tá cũng ít gặp. Tưởng Thị nói, nghe nói Nhị Vương gia dâng tấu chương xong thì bị giam ở dưỡng tâm điện luôn rồi, bây giờ vẫn chưa được thả ra. Trong tấu chương viết gì không ai biết cả, mấy ngày nay Nhị Vương phủ cũng vắng vẻ ảm đạm, ta cũng nghe người ở Tôn Thất Doanh kể lại thôi. Những tin này chắc do người của phe Ngũ Vương gia thả ra, nhằm hạ thấp Nhị Vương gia, tránh để quan lại tiếp tục ủng hộ Nhị Vương gia lên làm chữ quân. Xem ra Ngũ Vương gia đã cho rằng mình nắm chắc vị trí thái tử rồi. Lâm Di và Tưởng Thị nói chuyện một hồi, bên ngoài có người báo, Tín Thân Vương Phi, Kinh Quận Vương Phi và vài vị Vương Phi tới à? Trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, Lâm Di muốn đứng dậy đó lại bị Chu lão phu nhân kéo ngồi xuống. Cháu nghỉ ngơi đi, đều là trưởng bối trong tông tộc cả, lo lắng cho cháu nên tới thăm. Lo lắng cho nàng, muốn nhìn xem nàng có mang thai thật không thì đúng hơn, như thế tông nhân phủ cũng dễ định tội Chu Thập Cửu hơn. Phía nam giới đều nói chuyện ở tiền viện, cánh nữ quyền đến thăm Lâm Di xong lại tới phòng của Chu lão phu nhân, chỉ có mỗi Tưởng Thị ngồi lại với Lâm Di. Lâm Di bình tĩnh nói chuyện với Tưởng Thị, coi như chưa phát hiện điều gì bất thường. Một lúc lâu sau, cùng mama nghe ngóng được tin, Tôn Thất Doanh mời An Trung tới bắt mạch cho Quận Vương Phi. Lâm Di gật đầu, sai bảo Quất Hồng bày bình phong, hạ rèm xuống. Tưởng Thị nhíu mày, ai biết được bọn họ mời dạng gì tới chứ? Trưởng bối đều đang ở đây, dù cho mời lang trung nào thì cũng phải gặp. Tưởng Thị co lắng, nghĩ đi nghĩ lại nàng quyết định theo Lâm Di ra sau bình phong ngồi. Bạch Thược lại tới báo, lang trung đã vào phủ rồi à? Lâm Di vẫn chưa nói gì, Tưởng Thị đã nói, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn sợ là mang thai giả hay sao? Lại còn sai tang trung tới xác minh. Lâm Di tựa vào gối hỏi Tưởng Thị, bên ngoài đồn đại thế nào? Có nói đến nhà mẹ đẻ ta hay không? Tưởng Thị ngập ngừng, Lâm Di hỏi như vậy nàng không nói cũng không được. Có nói khoa đạo cãi nhau ầm ĩ, Quảng Bình Hầu kết bè kéo phái, phủ Khang Quận Vương và Quảng Bình Hầu Trần Gia là thông gia. Bây giờ ở Tôn Thất Doanh ai cũng cực kỳ cẩn thận, đều sợ bị liên lụy theo. Lâm Di cười nhạt, không ngờ nhà mẹ đẻ nàng còn có bản lĩnh như vậy, có thể liên lụy đến Tôn Thất Doanh. Chẳng qua là Tôn Thất Doanh muốn gán cái danh kéo bè kéo phái cho Nhị Vương gia mà thôi. Đang nói thì tang trung tới bắt mạch qua lớp màn, khoảng chừng thời gian một chén trà trôi qua, lang trung bắt mạch xong khom người lui ra. Bạch Thược vội đi theo. Lang trung muốn tới Tam Tiến Viện bẩm báo cho Chu lão phu nhân, Tưởng Thị đứng dậy nói, ta cũng đi nghe xem sao. Đợi Tưởng Thị đi ra ngoài, cùng mama khom người nói, Quận Vương Phi tiếp tục nghỉ ngơi đi, chắc hẳn không có chuyện gì đâu. Vị lang trung kia không dám ngẩng đầu, cũng không chịu mở miệng nói nửa câu, lúc bắt mạch có hơi do dự, lúc ra cửa thì vội vội vàng vàng, chắc hẳn không dám xác định. Dạng người như vậy, dù ông ta có nói là bệnh đậu mùa nàng cũng không tin, nhưng người ngoài thì chưa chắc. Lâm Di cười khẽ, nàng sẽ ngồi đây chờ bọn họ tới hỏi tội. Thật lâu sau, Bạch Thược mới trở về, Lâm Di không đợi Bạch Thược nói gì đã đứng dậy, thế nào rồi? Bạch Thược thưa, vị lang trung kia không nói gì cả. Không nói gì cả, Tín Thân Vương Phi có thể dẫn người tới đây, tức là đã sắp xếp xong hết rồi, sao đến thời khắc mấu chốt lang trung lại không nói gì chứ? Lâm Di nhìn Bạch Thược. Bạch Thược nói tiếp, lang trung đến Tam Tiền Viện, vừa định mở miệng thì Quận Vương gia đã hỏi ông ta bình thường làm việc ở phủ nào, am hiểu bệnh gì. Vị lang trung kia đáp mình thường trần trị cho nữ quyền trong Tôn Thất Doanh, Quận Vương gia lại hỏi ông ta có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh hay không. Lâm Di nghe mà ngẩn người. Vị lang trung kia nói không thể, Quận Vương gia liền bảo, vậy lúc trần trị ông ta phải cẩn thận, nếu mắc sai lầm mà không thể cải tử hoàn sinh cho bệnh nhân, ông ta phải dùng mạng đổi mạng. Lang trung ngời người, Quận Vương gia lại giục ông ta nói về mạch tượng của Quận Vương Phi, rồi theo đó lật sách thuốc trong tay. Vị lang trung kia nhìn thấy Quận Vương gia như vậy thì không nói gì nữa. Hóa ra Chu Thập Cửu lật sách thuốc là vì nguyên nhân này, người ta hay nói phải chuẩn bị tốt mới có thể ở thế bất bại, Chu Thập Cửu đã lường trước được sẽ có chuyện hôm nay, Chu Thập Cửu muốn khiến lang trung nói không ra lời. Trong phòng, hai chân lang trung run run, sắc mặt Tín Thân Vương Phi cũng thay đổi, bà nhíu mày hỏi, rốt cuộc là sao? Mạch tượng của Khang Quận Vương Phi thế nào? Lang trung kia khom người thưa, còn quá nhỏ, nên vẫn chưa xác định được. Dù là có thai nhưng vẫn còn quá nhỏ. Tín Thân Vương Phi nhíu mày, tức là sao? Ta nghe Vương gia nói tang trung trong nhà cực kỳ chắc chắn mà, Vương gia còn vì thế mà mắng Thập Cửu một trận nữa. Chu Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Tín Thân Vương Phi, hôm nay bá mẫu đến phủ vì Lâm Di mang thai, hay là tới vì việc cháu vi phạm kỷ cương vậy? Tín Thân Vương Phi thoáng giật mình, Chu lão phu nhân vội cấp tím cho Chu Thập Cửu, thằng bé này, hấp tấp quả đi, sao có thể? Tín Thân Vương Phi nói, nếu không phải vì chuyện của các người, ta đã không phải chạy tới đây một chuyến, Tuy vương gia trông coi tông nhân phủ, nhưng vẫn phải tuân theo luật pháp Đại Chu. Ta nghe nói hôm đó vì Lâm Di có thai, nếu không ông ấy đã chẳng dễ nói chuyện như vậy. Chương 284, gắn bó, 3. Chu Thập Cửu điềm tĩnh, dường như đã bị Tín Thân Vương Phi nói trúng. Người trẻ tuổi làm gì có ai không quan tâm đến công danh, có nam nhân nào phạm tội ở trốn quan trường mà không phải do nữ quyền gia chống đỡ giúp đâu, đừng nói là ở Tôn Thất Doanh. Tín Thân Vương Phi thở dài, bước lên một bước nói, các cháu vẫn còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng vẫn phải chú ý, không thể hồ đồ, chuyện lần này. Đến cả vương gia cũng khó xử đấy. Trên mặt Chu Thập Cửu bỗng không cười thản nhiên như trước, mặc dù triều đình tạm thời cách chức cháu, nhưng vẫn chưa điều tra rõ ràng, sau này cháu chắc chắn sẽ được giải oan, tội của cháu thì có liên quan gì đến việc Lâm Di mang thai. Bất kể Lâm Di có thai hay không, cháu vẫn nằm trong kết cuộc ngày hôm nay, cho dù phải chịu thêm ấm ức, cháu cũng sẽ không đổ lỗi cho vợ chịu. Nói xong Chu Thập Cửu nhìn thoáng qua lang trung, ánh mắt trông có vẻ rất ôn hòa, nhưng lại khiến làng trung run rẩy, gần như không đứng thẳng người được. Chu Thập Cửu nói, cơ thể Lâm Di yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, kẻ này không biết từ đầu đến, đứng một bên ấp úng nói sằng nói bậy, cho nên cháu mới hỏi ông ta đã từng được phủ nào mời tới khám rồi. Có phải do bây giờ cháu bị cấm túc trong phủ, nên ông ta mới dám làm càn như thế, tốt xấu gì cháu vẫn ở trong phủ, nếu như cháu thật sự bị tống giam thì còn thể nào nữa. Lang trung kia bị dọa chết khiếp, run lẩy bẩy định mở miệng giải thích. Chu Thập Cửu đứng thẳng người, khóe môi hơi nhếch khiến nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Dù thế nào đi chăng nữa cháu cũng là huyết mạch tổn thất, là mệnh quan triều đình, trên quan trường bị người hãm hại, về nhà đến vợ con cũng không bảo vệ được thì quả thật là mất mặt mũi Tôn Thất. Giọng Chu Thập Cửu rất ôn hòa, song lại khiến Tín Thân Vương Phi xanh mặt, ngoài mặt là mảng lang trung, nhưng bên trong còn có hàm nghĩa khác. Chu Thập Cửu nhìn sang Chu lão phu nhân, nhị tẩu cũng nhờ năm nay Lâm Di gả vào thêm may mắn cho phủ nên mới có thể mang thai. Lâm Di trẻ hơn nhị tẩu nhiều, sau này chúng cháu nhất định có thể khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, các vị trưởng bối không cần phải quá lo lắng. Chống đối theo kiểu không mềm không cứng này khiến cho người ta không tìm ra sơ hở. Tín Thân Vương Phi bất giác nắm chặt khăn tay, xem ra chúng ta đã quan tâm thái quá rồi. Đám người trẻ tuổi bọn chúng tự có cách nghĩ riêng của mình. Chu Thập Cửu vái lại rồi nói, chuyện của cháu còn phải xin bá phủ, bá mẫu giúp đỡ nhiều. Bây giờ Tôn Thất Doanh trông cậy hết vào bá phủ, bá mẫu, đại ca cháu không có bá mẫu trợ giúp thì hôm nay cũng đã sớm bị phán quyết rồi. Vẫn xin bá phụ và bá mẫu thương cháu, giúp cháu nói vài lời. Chu lão phu nhân không ngờ Chu Nguyên Triệt sẽ nhắc tới chuyện của Chu Nguyễn Cảnh. Tín Thân Vương Phi đáp, chuyện của đại ca cháu là chuyện nhà, hai vợ chồng không cẩn thận mới thành chuyện lớn, cháu thì khác, chuyện của cháu liên lụy đại sự của triều đình, ta làm sao có thể chen mồm nói cho cháu được. Nói xong bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét cười như gió xuân trong mắt Chu Nguyên Triệt. Giết vợ mà có thể nói thành chuyện trong nhà, chuyện Lâm Di mang thai lại thành chính sự, xử lý công bằng thật. Tín Thân Vương Phi thấy cổ họng nghẹn ứ, ngực như bị thiêu đốt. Chu lão phu nhân cũng nhíu mày. Kính Quận Vương Phi đứng bên cạnh thấy Tín Thân Vương Phi thất thể, bèn cười chen vào, Quận Vương gia bảo bọc Lâm Di kỹ thật, cứ sợ Lâm Di phải chịu oan ức. Tẩu tử có ý gì vậy? Chu Thập Cửu thôi cười, mắt nhấp nháy, chẳng lẽ ca ca ta chưa từng che chở cho tẩu hay sao? Chu Thập Cửu vừa dứt lời, thì cùng mama dẫn theo nha hoàn đến thưa, Quận Vương Phi sai chúng nô tỳ đưa bánh táo tới. Một bàn bánh táo bày ngay trước mắt, sắc mặt Kính Quận Vương Phi lúc trắng lúc xanh, ngậm chặt miệng không nói gì nữa. Chu Thập Cửu nói tiếp, có người nói trước 3 tháng không thể để lộ tin vui, xin bá mẫu với tẩu tử giữ kín hộ, nếu không bị động thai thì lớn chuyện rồi. Tín Thân Vương Phi cười lạnh nhìn Chu lão phu nhân, có nghĩa nếu như hy mạch của Lâm Di có gì sơ sẩy gì thì đều là lỗi của bọn họ hết. Tín Thân Vương Phi không ngồi nổi nữa, nói vài lời với Chu lão phu nhân rồi đứng dậy cáo từ. Nhóm nam nhân ở tiền viện không nghe được tin tức ở nội trạch nên cũng đứng dậy ra về. Kính Quận Vương Phi đến cửa Thủy Hoa chuẩn bị lên xe ngựa trước, sau đó mới sai người truyền lại cho Kính Quận Vương. Một lúc sau Kính Quận Vương cũng vội vàng chạy tới. Kính Quận Vương Phi hoảng sợ nói, có thể Khang Quận Vương đã biết chuyện chúng ta mua rừng táo rồi, ta ra mặt mua rừng táo cũng là vì cái nhà này. Không ngờ lại náo loạn đến mức này. Kính Quận Vương trợn tròn mắt, sau đó liền cười khẩy, chúng ta mua đất một cách chính đáng thì sợ cái gì. Bây giờ đến bản thân nó còn lo không xong, chẳng gây được sóng gió gì đâu. Kính Quận Vương Phi ngẩng đầu, sao lại không dám, nếu nó không dám thì đã chẳng nói như vậy. Xưa nay nó chưa bao giờ nể tình huynh đệ, mấy vụ Tôn Thất Doanh tranh giành đất đai nó vẫn luôn hướng về phía người ngoài, thậm chí còn vì Cát Gia và Trấn Gia mà bức bách vợ chồng đại bá đến đường cùng. Bây giờ nó bắt được sơ hở của chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Kính Quận Vương nghe thể thì nổi cơn tam bành, nghiến răng nghiến lợi nói, cái thứ không biết tốt xấu, nó muốn thăm dò thì cũng phải đợi đến lúc được xuất phủ đã. Kính Quận Vương Phi cười mỉa, ta thật sự không hiểu nổi, đều là Tôn Thất với nhau cả, vốn cùng ngồi trên một con thuyền, vì sao Khang Quận Vương lại luôn muốn làm khó mọi người. Kính Quận Vương siết chặt nắm tay, cũng nên cho thằng đó biết sợ là gì rồi. Dứt lời ông ta vượt qua Kính Quận Vương Phi, đi đến trước cổng Nguyệt Lượng, gọi hạ nhân tới hỏi, Khang Quận Vương đang ở đâu? Khi tìm được Chu Thập Cửu, Kính Quận Vương xanh mặt đi tới. Chu Thập Cửu mời Tín Quận Vương tới thư phòng. Tin này được đưa tới phòng Lâm Di. Cùng Mama thưa, Kính Quận Vương hùng hồ tìm tới, cửa thư phòng đóng chặt nên cũng không biết họ đang nói gì nữa. Là chuyện Kính Quận Vương Phi mua 1000 mẫu vườn trái cây đây mà, Kính Quận Vương đối phó với Cát Gia, nhìn qua thì là vì ca ca mình, nhưng thật ra là lợi dụng ca ca để tạo thành thế, đục nước béo cỏ thôi. Trong lúc Cát Khánh sinh sống chết chưa rõ, Kính Quận Vương Phi sai người lặng lẽ mua vườn trái cây ở ngoại ô, khi chuyện Cát Gia ầm ĩ ra thì vợ chồng của ca ca Kính Quận Vương gánh tội thay, cả nhà Kính Quận Vương lại chẳng hề đếm xỉa gì đến. Chuyện này lọt ra ngoài, đừng nói là Tôn Thất Doanh nhốn nháo, mà huynh đệ Kính Quận Vương cũng khó nói chuyện với nhau. Kính Quận Vương có thời gian hóng chuyện ở phủ Khang Quận Vương, chẳng bằng tự ngẫm lại chuyện nhà mình. Bây giờ nhân lúc Tín Thân Vương và Tín Thân Vương Phi còn ở đây, cũng nên báo cho mọi người biết về 1000 mẫu vườn trái cây kia rồi. Nàng còn đang suy nghĩ thì Bạch Thược vội vàng vào thưa, Kính Quận Vương Phi tới à? Bạch Thược vừa dứt lời, Tường thì lập tức vén rèm lên nói, mau sai người ngăn lại, Kính Quận Vương Phi đến Nhị Tiến Viện, ta thấy chẳng có chuyện gì hay ho đâu. Cùng Mama nghe xong vội gọi bà Tử ra ngăn, bà Tử bên ngoài thưa với Kính Quận Vương Phi, Quận Vương Phi nhà nô tỳ đang ngủ à? Kính Quận Vương Phi liếc mắt liền thấy giày gầm của Tưởng Thị phía sau rèm, sực nhớ lại lời Tưởng Thị nói lúc nãy khi đứng trước mặt thị, cái gì mà Kính Quận Vương Phi bây giờ đã là nhà giàu, nhỡ ngày nào đó nhà họ sống không tốt, chỉ mong có thể nương nhờ phủ Kính Quận Vương. Ngay sau đó thì Mama bên người Lâm Di lại xin thị táo, nói là táo tốt nhất kinh thành đều đang ở trong tay Kính Quận Vương Phi, nên muốn xin Kính Quận Vương Phi một ít. Kính Quận Vương Phi lập tức giận sôi người, không biết Tường Thị đã nói gì với Lâm Di, thị phải hỏi Lâm Di tại sao táo tốt nhất kinh thành lại đều trong tay thị. Rõ ràng Lâm Di đang trấn áp thị, lại còn muốn giành một chén canh. Kính Quận Vương Phi tiến lên phía trước một bước, lập tức suýt đụng vào Tưởng Thị giật nảy mình, tẩu tử bớt giận, chuyện gì vậy, đều là người một nhà cả. Có gì không thể từ từ nói chứ? Tẩu tử chỉ cần nói rõ ràng, Lâm Di không phải là người hẹp hòi, chắc chắn sẽ giấu giếm giúp tẩu tử, bớt đi không ít việc, chỉ cần cảm ơn muội ấy một tiếng là được rồi. Có đương gia chủ mẫu nào không phải cúi đầu vì nhà mình đâu, có câu nói rất hay, vợ hiền thì chồng ít họa, ngay cả ta bình thường miệng rộng như cái gáo, thì ra ngoài cũng sẽ không nói linh tinh. Vợ hiền thì chồng ít họa. Đối phương đang uy hiếp thị. Kính Quận Vương Phi cười khẩy, Lâm Di uy hiếp thị, mà thị còn phải cảm ơn hay sao? Cát Khánh sinh không chết, Cát Gia với Trần Gia có ầm ĩ thế nào cũng phí công vô ích, chưa kể còn có nhà đại bá đứng mũi chịu sào, làm gì sẽ liên lụy tới vợ chồng thị. Tưởng thị ở đây nói năng lung tung nên cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, hôm nay thị nhất định phải nói rõ ràng với Trần Thị, tránh để Trần Thị cho rằng mình đang nắm thị trong tay. Bị Tưởng Thị ngăn trái ngăn phải, lại nhìn mình với ánh mắt diễu cợt, Kính Quận Vương Phi càng điên tiết hơn. Bà Tử bên cạnh đến đỡ Kính Quận Vương Phi, bà tử đó tay chân vụng về, không cẩn thận kéo vào tay Kính Quận Vương Phi. Kính Quận Vương Phi lập tức cảm thấy như bị vỏ cây rạch ngang. Thế mà bà tử kia vẫn khăng khăng không chịu thả. Kính Quận Vương Phi dùng hết sức đẩy bà tử kia ra, làm bà tử kia đụng phải bình xử bày gần đó. Một tiếng choang vang lên, bình xử của đa bảo các vỡ tan thành từng mảnh vụn. Tưởng Thị tái mặt, vội tránh sang một bên. Trong phòng có tiếng Lâm Di yếu ớt hỏi, chuyện gì vậy? Cùng mama nhìn thấy bà tử ngã bên cạnh bị rách đầu thì lập tức báo, Kính Quận Vương Phi ơi, người nói xem bọn nô tỳ đã làm sai điều gì. Quận Vương Phi nhà nô tỳ mới mang thai, phải nghỉ ngơi thật tốt, người làm thế này thì bọn nô tỳ phải làm sao? Bà vừa dứt lời, mấy tiểu nha hoàn đều sợ hãi òa khóc. Kính Quận Vương Phi thấy dáng vẻ sợ hãi của Tưởng Thị, lại nhìn bọn tiểu nha hoàn trong phòng đều bị dọa run lẩy bẩy. Thị chẳng qua chỉ muốn đến nói chuyện với Trần Thị thôi, sao lại thành ra thế này chứ? Lòng thị lập tức trùng xuống, e rằng đây là cái bẫy của Tưởng Thị và Trần Thị rồi. Đôi bên còn đang lời qua tiếng lại thì Quất Hồng ra báo, Quận Vương Phi đau bụng. Không xong, Tưởng Thị nhìn về phía Kính Quận Vương Phi, tẩu tử, tẩu biết rõ Lâm Di đang mang thai mà sao có thể hết tới đánh lại náo loạn, bây giờ động thai thật rồi, vậy phải nói thế nào đây? Kính Quận Vương Phi lập tức hiểu ra, đối phương đang muốn đổ lên đầu thị đầy mà, liền bất chấp tất cả muốn níu lấy Tưởng Thị, đổ xấu xa, muốn lừa ta hả, hôm nay cô phải cùng ta nói rõ ràng. Lúc nãy Lang Trung đã nói Trần Thị vốn không hề mang thai, bây giờ lại muốn đổ thừa tại ta mà sảy thai. Muốn hại ta ư, đâu có dễ như thế, chúng ta cùng đến chỗ trưởng bối nói rõ ràng, để mọi người cùng phân xử. Tưởng Thị bị níu chặt đến mức rơi cả châm cài, búi tóc sổ tung ra. Chưa cần trình báo Chu lão phu nhân thì Chu lão phu nhân và Tín Thân Vương Phi đã chạy tới. Họ thấy Tưởng Thị như vừa bị bắt cóc, tóc tai bù xù, quần áo sộc sạch, mặt trắng bệch, hạ nhân quỳ rạp không ngừng đập đầu, trên mặt đất toàn là mảnh sứ vỡ. Tín Thân Vương Phi lập tức kêu lên, Ngọc Như, cô làm gì vậy? Kính Quận Vương Phi buông tay ra, vẻ mặt vô tội. Bọn chúng hùa nhau hại cháu. Nói rồi thì nhìn Tín Thân Vương Phi, người mau nói, Lâm Di có mang thai thật hay không? Lang Trung bị Khang Quận Vương dọa nên mới giấu giấu diếm diếm, trừ Trần Thị vốn không có thai. Tín Thân Vương Phi khẽ giật mình. Kính Quận Vương Phi nói tiếp, bọn họ lừa cháu, muốn đổ tội cho cháu làm Lâm Di sẩy thai. Hôm nay cháu không tin, sẩy thai thì cũng phải có cục máu rơi ra. Cháu muốn xem là do tới nguyệt sự hay là sẩy thai thật. Nói rồi thị quay tìm Lang Trung đầu rồi. Mau gọi Lang Trung tới phân đen trắng, đừng treo mạng người trên đầu ta. Tín Thân Vương Phi nhíu mày quát Kính Quận Vương Phi, im miệng, cô cho rằng đây là đâu? Miệng thì nói quan tâm Lâm Di nên mới tới đây, không ngờ là tới để náo loạn, còn ra thể thống gì nữa. Toàn bộ Tôn Thất Doanh ức hiếp vợ chồng Khang Quận Vương. Nếu truyền ra ngoài, bà biết ăn nói thế nào đây? Chu lão phu nhân và Tín Thân Vương Phi vào phòng, Lâm Di nằm trên giường, mặt vàng như giấy. Nha hoàn dựng tấm bình phong lên, buông rèm xuống, Chu Thập Cửu dẫn Lang Trung tiến vào. Tín Thân Vương Phi ngẩng đầu lên nhìn, Tang Trung này không phải là người vừa nãy bắt mạch, không khỏi nhìn Chu lão phu nhân. Lang Trung ngồi xuống bắt mạch qua lớp khăn tay, hồi câu sau thì nhíu chặt mày. Chu lão phu nhân vội hỏi, thai của Quận Vương Phi thế nào rồi? Lang Trung đứng dậy đáp, khí huyết của Quận Vương Phi suy yếu, có nguy cơ sẩy thai. Tức là có thai thật. Tín Thân Vương Phi nói, vậy tiên sinh mau kê thuốc, bằng mọi giá cũng phải giữ được cái thai này. Lang Trung trước tiếp mà Chu Thập Cửu điềm tĩnh, dường như đã bị Tín Thắng Vương Phi nói trúng. Người trẻ tuổi làm gì có ai không quan tâm đến công danh? Có nam nhân nào phạm tội ở chốn quan trường mà không phải do nữ quyến gia chống đỡ giúp đâu, đừng nói là ở Tôn Thất Doanh. Tín Thân Vương Phi thở dài, bước lên một bước nói, các cháu vẫn còn trẻ, không hiểu chuyện, nhưng vẫn phải chú ý, không thể hồ đồ, chuyện lần này. Các cháu vẫn còn trẻ đến cả vương gia cũng khó xử đấy. Trên mặt Chu Thập Cửu bỗng không cười thản nhiên như trước, mặc dù triều đình tạm thời cách chức cháu, nhưng vẫn chưa điều tra rõ ràng. Sau này cháu chắc chắn sẽ được giải oan, tội của cháu thì có liên quan gì đến việc Lâm Di mang thai. Bất kể Lâm Di có thai hay không, cháu vẫn nằm trong kết cuộc ngày hôm nay, cho dù phải chịu thêm ấm ức, cháu cũng sẽ không đổ lỗi cho vợ chịu. Nói xong Chu Thập Cửu nhìn thoáng qua lang trung, ánh mắt trông có vẻ rất ôn hòa, nhưng lại khiến làng trung run rẩy, gần như không đứng thẳng người được. Chu Thập Cửu nói, cơ thể Lâm Di yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, kẻ này không biết từ đầu đến, đứng một bên ấp úng nói sằng nói bậy, cho nên cháu mới hỏi ông ta đã từng được phủ nào mời tới khám rồi. Có phải do bây giờ cháu bị cấm túc trong phủ, nên ông ta mới dám làm càn như thế, tốt xấu gì cháu vẫn ở trong phủ, nếu như cháu thật sự bị tống giam thì còn thể nào nữa. Lang trung kia bị dọa chết khiếp, run lẩy bẩy định mở miệng giải thích. Chu Thập Cửu đứng thẳng người, khóe môi hơi nhếch khiến nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Dù thế nào đi chăng nữa cháu cũng là huyết mạch tổn thất, là mệnh quan triều đình, trên quan trường bị người hãm hại, về nhà đến vợ con cũng không bảo vệ được thì quả thật là mất mặt mũi Tôn thất. Giọng Chu Thập Cửu rất ôn hòa, song lại khiến Tín Thân Vương Phi xanh mặt, ngoài mặt là mắng lang trung, nhưng bên trong còn có hàm nghĩa khác. Chu Thập Cửu nhìn sang Chu lão phu nhân, nhị tẩu cũng nhờ năm nay Lâm Di gả vào thêm may mắn cho phủ, cùng mama kể lại hết tình hình nguyệt sự và việc đau xương sống và thắt lưng của Lâm Di. Lang trung hỏi thẳng, sau khi uống thuốc an thai quận Vương Phi có thấy thắt lưng đỡ hơn không? Lâm Di đáp, đỡ hơn nhiều. Lang trung nói tiếp, cứ tiếp tục uống đến tháng thứ 3 thì thai chắc chắn có thể giữ được. Lâm Di mừng rỡ nhìn Chu Thập Cửu, có nghĩa là nàng thật sự mang thai. Lang trung nói, mấy ngày trước quận Vương Phi khí huyết không đủ, máu xấu chảy đến nơi thiếu hụt, khiến cho bào thai đủ chất, dẫn đến bị động thai, cần uống thuốc bổ máu. Nếu như sau khi uống thuốc mà vẫn máu chảy nhiều, bào thai khó lòng giữ được, nên bỏ, nhưng ngược lại thì cần tiếp tục điều dưỡng đến lúc thai ổn định. Với tình huống như thế này, thường là ban đầu mạch thai cực kỳ yếu, rất khó phát hiện, đợi đến lúc phát hiện thì đã không kịp nữa rồi. Uống thuốc dưỡng thai cực tốt mới có thể bảo vệ được. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, nét cười trên mặt chàng càng lúc càng lan rộng, chẳng mấy chốc đã nở nụ cười như trước đây. Lâm Di nói, lần này phải tạ ơn thẩm nương nhiều rồi. Nếu nàng quay về phủ Quảng Bình Hầu thật, đứa bé này tất nhiên khó giữ lại được. Lang trung đi kê đơn thuốc. Chu Thập Cửu cúi đầu bên tai Lâm Di, đều tại ta. Nếu không phải do ta thì Nguyễn Nguyên đã chẳng tức giận. Lâm Di không nhịn được cười, đều nhờ đứa bé này tốt phúc, chưa ra đời đã được nhiều người quan tâm như thế. Thẩm nương đưa thuốc an thai đến, Tín Thân Vương Phi đưa lang trung đến. Bây giờ ngay cả trình ngự y mà quận Vương Gia không mời được cũng tới phủ bắt mạch, đến trưởng bối ở Tôn Thất Doanh cũng chờ ở trong phủ, sợ con chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta đã bao giờ được quan tâm thế này đâu. Vốn là chuyện xấu, song chi trong chớp mắt đã thành chuyện tốt rồi. Dù cho Kính quận Vương Phi xông vào cửa, chỉ cần nàng chẳng quan tâm thì sao có thể dọa sợ nàng được chứ. Lâm Di nghe theo lời lang trung nói nằm xuống nghỉ ngơi, Chu Thập Cửu tới tiền viện ứng phó với Tín Thân Vương và Kính quận Vương. Kính quận Vương Phi bị hơi ấm trong phòng Chu lão phu nhân nung nóng, mặt vừa đỏ vừa tím. Trần Thị thật sự mang thai. Vậy thành ra thị cố ý tới phủ Khang quận Vương cãi nhau rồi. Trong phòng không có người ngoài, Kính quận Vương Phi cầm khăn khóc, không phải cháu muốn ầm ĩ, cháu thật sự bị bọn họ lừa. Nói rồi thì chỉ vào Tường Thị, cô nói đi, cô đã nói thế nào với ta? Cô có dám nhắc lại một lần nữa trước mặt trưởng bối không? Tường Thị đã chải tại tóc, tuy vẫn có vẻ nhếch nhác, nhưng khi thế vững vàng. Nàng nhìn Tín Thân Vương Phi và Chu lão phu nhân, cháu thấy tẩu tử nhất định đã hiểu lầm rồi, cháu thật sự không nói gì cả. Kính quận Vương Phi cười lạnh, cô không dám nói chứ gì. Tưởng Thị do dự, cháu sợ tẩu tử mất mặt, đã đáp ứng từ từ sẽ không nói lung tung. Đến lúc này rồi còn có thể giấu giếm gì nữa, cho dù Tướng Thị không nói thì Trần Thị cũng sẽ nói thôi. Đến lúc đó toàn bộ Tôn Thất Doanh đều sẽ biết, nếu thật sự có thể che giấu. Thị sẽ đần độn để Tưởng Thị nói ra vào lúc này ư? Kính quận Vương Phi nói, cô nói đi, ta có điều gì không thể nói chứ? Lúc này Tưởng Thị mới dám nói, cháu nói Lâm Di không phải là người hẹp hòi, chắc chắn sẽ che giấu hộ tẩu tử, giúp bớt đi không ít việc, chỉ cần cảm tạ Lâm Di một tiếng là được rồi. Có đương gia chủ mẫu nào không phải cúi đầu vì nhà mình đâu, có câu nói rất hay, vợ hiền thì chồng ít họa. Nàng nhìn về phía Kính quận Vương Phi, Tẩu tử, ban nãy ta nói vậy đúng không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 285, tin vui. Kính Quận Vương Phi nhìn Tín Thân Vương Phi, người mau nói, đây có phải là đang uy hiếp cháu không? Bắt cháu cúi đầu nhận sai, còn nói cái gì Lâm Di sẽ giúp cháu giấu giếm. Cháu không biết rốt cuộc mình có lỗi gì, nên muốn đi vào phòng Lâm Di hỏi xem. Ai ngờ vừa vào phòng đã bị hạ nhân trong phòng chạy tới xô đẩy. Sau đó thế nào thì hai vị trưởng bối đều đã nhìn thấy. Nghe Kính Quận Vương Phi nói vậy, Tưởng Thị kinh ngạc hà to miệng. Tẩu tử nói hạ nhân cố ý xô tẩu nên mới ngã, vậy sao đến đồ đạc trong phòng cũng bị vỡ? Kính Quận Vương Phi đối mặt với Tưởng Thị khẽ lắc đầu. Nếu tẩu tử đã nói thế, ta đành chịu vậy. Thấy Tưởng Thị tỏ ra vô tội, Kính Quận Vương Phi chỉ tay vào Tưởng Thị. Cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cùng nhau hại ta, bây giờ lại giả vờ giả vịt. Ai không biết Nguyên Kỳ là thuộc hạ dưới trưởng Khang Quận Vương chứ? Cô giúp Lâm Di, sau này Nguyễn Kỳ sẽ có triển vọng. Tưởng Thị mãi chẳng nói nên lời, làm thủ hạ dưới trưởng ai thì sẽ cùng một ruột với họ. Nàng nhìn Kính Quận Vương Phi, rồi lại nhìn Tín Thân Vương Phi. Kính Quận Vương nhậm chức ở Tông Nhân Phủ, là thuộc hạ của Tín Thân Vương. Nàng không sợ bị người ta nói, nhưng trong phòng này lại có người sợ nha. Được rồi, Tín Thân Vương Phi nhíu mày nhìn Tưởng Thị, rốt cuộc cháu đã nói cái gì? Đang yên đang lành sao lại náo loạn thành thế này? Tưởng Thị đành phải nói, theo lý việc này không đến lượt một người ngoài như cháu nói. Nếu chẳng vô tình nghe thấy thì cháu xê xê úng đâu muốn bị dính vào. Kính Quận Vương Phi liếc mắt nhìn sang. Tưởng Thị thoáng do dự, không biết có nên nói không? Cuối cùng nàng nhìn thẳng vào Tín Thân Vương Phi, đứng dậy đi tới nói nhỏ bên tai bà ấy. Kính Quận Vương Phi cười mỉa, đừng giả thần giả quỷ nữa, nói thẳng ra đi, chẳng lẽ ta còn phải sợ hay sao? Tín Thân Vương Phi nghe một hồi, sắc mặt trở nên khó coi, đảo mắt nhìn về phía Kính Quận Vương Phi. Kính Quận Vương Phi bị nhìn đến mức tim cũng đập nhanh hơn. Tín Thân Vương Phi hỏi, có chắc không? Tưởng Thị gật đầu. Nhà đầu kia đã thừa nhận rồi, sao có thể là giả được? Cháu tưởng rằng tẩu tử cũng biết, muốn để tẩu tử nói một tiếng với Lâm Di nha đầu kia thì thôi không tính nữa. Người ngoài cũng không biết, Lâm Di chắc chắn sẽ giúp giấu nhẹm đi. Lâm Di nói từ khi được ban thưởng, nhà đầu kia không chịu an phận, nên Khang Quận Vương không giữ cô ta lại. Tín Thân Vương Phi nói, loại nha đầu như vậy còn giữ lại làm gì? Mau đuổi đi cho rảnh chuyện. Tiếng của Tưởng Thị không lớn không nhỏ, đủ để Kính Quận Vương Phi nghe được một ít, nhưng lại không nghe được rõ ràng. Thị ngồi thẳng người, giỏng tay lắng nghe, nhưng giờ Tưởng Thị lại không nói nữa, quay về chỗ ngồi. Kính Quận Vương Phi lập tức cảm thấy như đang bị chiêu tức. Tín Thân Vương Phi thở dài, đúng là không để ta sống yên được một ngày mà. Nói rồi bà ta nhìn Kính Quận Vương Phi, cô đã từng này tuổi mà xử sự lại hấp tấp bộp chộp như thế. May mà Lâm Di không có chuyện gì, nếu xảy ra chuyện thì để xem cô định làm thế nào. Chu lão phu nhân nhìn Kính Quận Vương Phi, chị em dâu bọn chúng bình thường vẫn hay nói chuyện với nhau mà, hôm nay không thể trách được, đều do hạ nhân không biết phép tắc cả. Thấy Chu lão phu nhân nói mấy câu giải vây cho mình, Kính Quận Vương Phi cảm kích nhìn bà ta. Tín Thân Vương Phi bưng trà lên uống, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ cát, sao Ngụy vẫn chưa tới? Chu lão phu nhân đáp, mấy hôm nay rất khó mời được Ngụy. Bên trong đang nói chuyện thì người bên ngoài lại thưa, Trình Ngày đã lên xe rồi à? Chu lão phu nhân luôn miệng dặn dò hạ nhân, rằng chừng nào ngày tới hãy trực tiếp mời sang bắt mạch cho Lâm Di. Giày vò nửa ngày Tín Thân Vương Phi cũng đã mệt rồi, sau khi uống mấy hộp trà đập lên tinh thần, ước chừng ngày cũng sắp tới rồi, Tín Thân Vương Phi bèn đứng dậy đi thay quần áo. Kính Quận Vương Phi cũng nhân đó vội vàng đi theo. Hai người đi đến chỗ không có ai, Kính Quận Vương Phi mới hỏi về những lời mà Tưởng Thị nói. Tất cả đều là bịa đặt hết, người phải tin cháu. Tín Thân Vương Phi nghiêng đầu nhìn Kính Quận Vương Phi, không biết rõ ràng đã dám tìm đến tận cửa, thảo nào trúng kể của người ta. Kính Quận Vương Phi hoảng hốt, vội kéo tay áo của Tín Thân Vương Phi, người làm cháu sốt ruột chết đi được. Lúc này Tín Thân Vương Phi mới nói, cô có biết chuyện Vĩnh Thân Vương tặng Khang Quận Vương hai thị nữ không? Sao lại nói đến hai thị nữ kia rồi? Kính Quận Vương Phi suy nghĩ kỹ càng mới nhớ ra, thoáng ngẩn người, bị Tín Thân Vương Phi đoán ra rồi. Tín Thân Vương Phi cười khẩy, người ta bắt được sơ hở của cô, lần này cô đến phủ của người ta náo loạn, hoàn toàn không có lý lẽ. Còn ầm ĩ nữa thì cả ta cũng không giúp được cô đâu. Kính Quận Vương Phi tờ mờ hiểu được, Tưởng Thị không nói chuyện rừng táo mà là về hai thị nữ. Lâm Di cố ý để hạ nhân nhắc tới táo với mục đích khiến thị hiểu lầm, sao thị tại ngu như thế, mắc bẫy của Lâm đã từng cùng với Quận Vương gia nhà cháu. Tín Thân Vương Phi hoàn toàn suy sụp, vậy thì đúng rồi, bây giờ hạ nhân ở Tôn Thất Doanh đều đang thảo luận chuyện các nhà quyên tiền tu sửa tháp vàng, phủ có quyền nhiều tiền, có một thị nữ hâm mộ phủ cô giàu có, liền nghĩ cách để vào phủ, trăm phương nghìn kế quyến rũ Kính Quận Vương. Thị nữ kia không có thứ gì, nên đưa hà bao trên người cho Kính Quận Vương, bị một thị nữ khác tố giác, lúc đó cùng mama bên người Lâm Di và Tưởng Thị đều nghe thấy, nên Tưởng Thị mới nói những lời kia ở trước mặt cô. Kính Quận Vương Phi run tay, cháu bị người ta hãm hại, bị hãm hại rồi, bị hãm hại. Hai thị nữ kia đến giờ vẫn chưa được Khang Quận Vương giữ lại trong phòng, tất nhiên không cam lòng, một người trong đó lại từng dính líu đến Kính Quận Vương, dĩ nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách tiếp cận Kính Quận Vương để tìm con đường tốt hơn cho mình. Vả lại cũng chỉ là đưa hà bao, không có gì quá đáng, chỉ cần nhờ cậy bà tử trong cửa. Ai nghe xong cũng thấy hợp lý, đáng tin hết, bả vai Kính Quận Vương Phi sụp xuống. Tín Thân Vương Phi lặng lẽ nhìn thị, trước khi đến đây ta đã bảo cô phải cẩn thận, mọi chuyện đều nghe ta, vậy mà cô lại bỏ ngoài tai, náo loạn thành thế này, giờ chỉ có thể cầu mong rằng Trần Thị không mang thai thôi. Kính Quận Vương Phi vội đáp, chắc chắn không phải có mang, đâu phải cháu chưa từng thấy người nôn ngén, nàng ta hoàn toàn không có triệu chứng đó, người thì gầy như cành liễu, như sắp bị gió thổi bay, làm gì cần thai cho được. Trần Thị và Tưởng Thị hòa với nhau muốn đổ oan cho cháu làm Trần Thị sẩy thai, bây giờ chúng ta cứ ở lì đấy, chẳng sợ không vạch trần được lời bịa đặt của Trần Thị. Tín Thân Vương Phi hỏi, lỡ như Trần Thị thật sự có thai thì sao? Thật sự có thai, lòng bàn tay Kính Quận Vương Phi đổ mồ hôi tạnh, vậy thì mới có thai cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bọn thị tại đến tận cửa náo loạn như vậy. Tốt xấu gì Trần Thị cũng là nữ quyến Tôn Thất. Tín Thân Vương Phi cười giễu, vừa nãy sao không biết sợ. Kính Quận Vương Phi nuốt nước bọt, cháu bị oan, cháu không. Bây giờ nói thì ai tin được. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.